Thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến nay, quả chuối, thanh long, xoài, vải của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Nhật Bản. Hiện hai bên đang tiếp tục đàm phán để trái nho sữa xanh của Nhật Bản, nhãn, bưởi của Việt Nam thâm nhập vào thị trường của nhau nhằm giúp người tiêu dùng hai nước có cơ hội thưởng thức thêm nhiều đặc sản mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thân thiện, chặt chẽ, tốt đẹp giữa doanh nghiệp, người dân hai nước. Trong bối cảnh xuất nhập khẩu thế giới bị ảnh hưởng chung, thì Việt Nam và Nhật Bản vẫn là điểm sáng khi duy trì được mức tăng trưởng thương mại đáng khích lệ. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt gần 43 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt trên 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4%. Nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 22,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11%. Theo Bộ Công Thương, Nhật Bản là thị trường có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm nông thủy sản, thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông sản từ ngũ cốc, rau quả tươi và chế biến. Trong khi Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thế mạnh về những mặt hàng này và có khả năng cung ứng tốt cho thị trường Nhật Bản. Việt Nam-Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam vào năm 2011. Hiện Nhật Bản cũng là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số 2 và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Cùng với tăng trưởng kinh tế, tình hình xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến hai bên cũng tăng trưởng khá. Kim ngạch đã tăng 20 lần, từ 940 triệu đô la Mỹ lên 18 tỷ 740 triệu đô la Mỹ trong 10 năm qua. Hiện có hơn 10 triệu người châu Á đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Hàng nông thủy sản, đặc biệt là trái cây tươi xuất xứ Việt Nam ngày càng được biết đến rộng rãi, được cả người Nhật, cộng đồng người Việt cũng như người dân các nước châu Á khác đón nhận và ưa thích. Tại buổi lễ khai trương lô quýt Unsu Nhật Bản đầu tiên xuất khẩu vào thị trường Việt Nam, các chuyên gia cho biết từ năm 2015, lần đầu tiên lệnh cấm xuất khẩu đối với trái cây tươi là táo có xuất xứ từ Nhật Bản vào Việt Nam được dỡ bỏ, tiếp theo là lê vào năm 2017 và lần này là quýt Unsu. Đây là ba loại trái cây tươi của Nhật Bản đã chính thức được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, bốn loại trái cây tươi là chuối, xoài, thanh long và vải của Việt Nam đã được cấp phép và xuất khẩu sang Nhật Bản, nhưng số lượng vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, thì nhu cầu của thị trường Nhật Bản cho các loại quả tươi này là rất lớn. Sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ. Do đó, đây là thị trường nhiều tiềm năng đối với ngành nông sản trái cây tươi của Việt Nam. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực và quyết tâm của doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, chế biến và xuất khẩu của Việt Nam, thì nhiều loại sản phẩm, nông sản, thủy sản và trái cây của Việt Nam đã được phía Nhật Bản, cơ quan vệ sinh an toàn của Nhật Bản cấp giấy phép cho nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản. Điều này cho thấy rằng là lòng tin từ phía chính phủ cũng như là người tiêu dùng của Nhật Bản đối với hàng hóa Việt Nam đã được nâng lên một bước rất quan trọng, và điều đó cũng chứng tỏ rằng là hàng hóa của Việt Nam cũng đã đáp ứng được những cái nhu cầu hay là những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất về nhập khẩu ở trên thị trường thế giới. Đây nó sẽ là một cái bàn đạp rất là thuận lợi để mà nông sản, thực phẩm của Việt Nam có thể là sau khi mà thâm nhập được vào thị trường Nhật Bản thì tiếp cận tới một cách thuận lợi hơn tới thị trường Úc, tới thị trường New Zealand, tới thị trường Canada và những thành viên khác trong CPTPP. Thì với các cái trái cây này, cái khâu đầu tiên ấy, là cái khâu đàm phán là mất rất nhiều cái công sức để chúng ta có thể mở cửa thị trường. Nhưng sau khi mở cửa thị trường rồi, nhưng cái khâu tiếp theo để đảm bảo cái quả mà hai nước có thể xuất khẩu sang nhau ấy, thì cái việc nó đi theo cả một chuỗi để đảm bảo là thứ nhất là cái cơ quan kiểm dịch thực vật của hai nước là đều phải hướng dẫn cho các cái vùng trồng là trồng theo đúng cái tiêu chuẩn của cái nước nhập khẩu. Cái thứ hai là với cái thị trường Nhật Bản, khi chúng ta đạt được cái yêu cầu của Nhật Bản thì là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta xuất khẩu sang thị trường của các nước khác. Chính vì vậy là cái tiềm năng chúng tôi cho rằng là với cái thị trường Nhật Bản, ví dụ như vừa rồi là cái vải, thanh long hoặc là xoài là những cái thị trường mà đang có cái tiềm năng tốt, phát triển tốt, để tôi nghĩ rằng là trong cái tương lai thì chúng ta sẽ tích cực thúc đẩy để làm sao cho cái sản phẩm chúng ta bán được với số lượng lớn hơn sang thị trường của Nhật Bản. Được biết sau 4 năm hoàn thành các thủ tục cần thiết, quýt vùng Unsu tỉnh Wakayama, Nhật Bản đã vượt qua được những điều kiện kiểm dịch khắt khe nhất, đảm bảo các quy định xuất nhập khẩu của cả Nhật Bản và Việt Nam. Tuy nhiên, để hàng nông sản và đặc biệt là trái cây tươi của cả hai nước có thể tiếp tục thâm nhập vào thị trường của nhau, các chuyên gia cũng khuyến cáo doanh nghiệp hai nước cần lưu ý một số đặc điểm đặc thù của thị trường để việc giao thương có hiệu quả và mang tính bền vững.
cần tập trung hiệu quả các ưu đãi về thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do mà hai bên đã tham gia như VGEPA, AGCEP, CPTPP, RCEP. Là nước nhiệt đới, Việt Nam có rất nhiều trái cây tươi đặc sản. Người dân thu nhập chưa cao nên doanh nghiệp Nhật Bản muốn thâm nhập vào thị trường Việt. Ngoài chất lượng phải chú ý đến giá thành sản phẩm. Ngược lại, người tiêu dùng Nhật Bản rất chú ý tới an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, tính ổn định của lượng cung ứng trái cây từ phía đối tác Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng những cái sản phẩm với giá cả hợp lý. Khi mà những cái hiệp định thương mại tự do và những cái quy định được gỡ bỏ thì cái việc xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản thì đã dễ dàng hơn nhiều, và chúng tôi rất là mong muốn là có thể mang đến những cái sản phẩm tốt từ Nhật Bản đến với Việt Nam và ngược lại. Trong thời gian tới thì trái bưởi của Việt Nam cũng như là trái nhãn thì sẽ được xem xét để nhập khẩu, và từ phía Nhật Bản thì chúng tôi có một loại trái cây tên là muscat, là một loại nho sữa xanh, thì chúng tôi cũng rất hy vọng là có thể mang tới cho người dân Việt Nam có thể thưởng thức. Nhật thì đã có táo, lê và quýt được sang Việt Nam, còn Việt Nam thì có thanh long, xoài và vải. Việc hai nước mà kiểu trao đổi thương mại với nhau hoa quả như này thì cũng hỗ trợ cho cái việc là người dân không chỉ được thưởng thức các cái hoa quả ngon của hai nước mà còn phát triển kinh tế của cả hai nước. Thì hoa quả Việt Nam tiềm năng ở Nhật như nào thì nói là ở Nhật Bản hiện nay có 400.000 người Việt Nam đang sinh sống. Đối với người Nhật thì người Việt Nam là cái sự tồn tại của người Việt Nam dần nó rất là gần gũi rồi. Giờ thêm cái mình thưởng thức của hoa quả ngon nữa ấy, thì sẽ khiến cho cái người Nhật cảm thấy yêu thích Việt Nam hơn, và ngược lại họ cũng muốn là cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam, phát triển kinh tế. Phát huy những thành công đã đạt được, Nhật Bản và Việt Nam đang tích cực thảo luận về việc xuất nhập khẩu nhiều hơn nữa những loại trái cây tươi đặc sản vùng miền sang thị trường của nhau. Trước mắt, với việc tích cực tiến hành hoàn thành thủ tục kỹ thuật, hy vọng trái nho sữa xanh của Nhật Bản sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam và nhãn bưởi của Việt Nam sẽ thâm nhập được thị trường Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.